Sao? Sao em cứ đi ngắm gái xong em chả chơi với anh gì cả? Em nói thật đi xem có phải là em đùa anh không? Anh ơi, làm gì vậy? Anh khóc. Anh ơi, anh ơi. Hello, xin chào mọi người. Nhìn thấy mình đứng trước máy quay là mọi người đủ hiểu hôm nay ai là người bị trôn đúng không? Chắc chắn là con chó Lê Hùng rồi. Mà Ami biết thừa là mọi người rất thích điều này. Lý do ngày hôm nay ấy, mà Mi trông con chó Lê Hùng bởi vì là dạo này Mi đang mê game Ao Ha. Nhưng mà Mi rủ con chó Lê Hùng nó chơi cùng nhá, nó nhất quyết không chịu chơi cùng ấy, bực kích cả mình. Đã thế à, Mi đi chơi với người khác. Mà trong game Ao Ha nhá, mọi người có thể hẹn hò với người khác này, kết đôi với người khác này, lại còn có thể sạc từ người khác. Cái đặc biệt nhất ấy là mọi người có thể hẹn hò đồng giới. Nghe chữ đồng giới là mọi người thấy hấp dẫn rồi đúng không? Chính vì là có hẹn hò đồng giới này nên Mi mới nghĩ ra cái màn chơi ngày hôm nay đấy. Mi sẽ giả vờ bị lét để xem con chó Lê Hùng à, nó có bị mất niềm tin vào cuộc sống không? Con chó Lê Hùng hôm nay chắc chắn sẽ bị gọi là một pha sốc cực độ. Ok, bây giờ thì màn chơi bắt đầu. Let's go! Anh em ơi, như con chó Lê Hùng nó về rồi đấy. Bây giờ Mi sẽ vào trong này tìm một bạn nữ để nhảy cùng. Ok. Chẳng biết một ngày em chỉ biết chơi cái trò này thôi. Hả? Gì? Em chỉ biết chơi mỗi cái trò này thôi. Thì hay để chơi chứ. Tại không chơi với em, hay là chơi với mình. Em xin lỗi. Chưng chưng. Nơi vô đây em ơi. Thì ao nhảy với dai, cái thích nhảy với gái làm cái gì? Em nhảy ai kệ em thích. Em thích nhảy với gái xinh, em thích nhảy với dai. Xinh không? Anh đi ra chơi chơi đi. Em em đi xem con gái của nhau rồi. Em xem gì kệ em. Đã em buồn cười thật. Đã em định mê gái à? Kệ em đi ra kia đi. Em xem gì kệ em, em vô duyên đi. Em đi ra kia đi, vô duyên đi nhở. Em cứ hắc phủi anh nhỉ? Anh đi đâu không? Anh... Cho em xem cùng đi. Anh đi chơi với mèo đi. Không. Thôi ra kia đi. Em ra xem. Wow. Cứ xem cái gì ấy nhỉ? Em ra kia đi. Em phải chơi với anh chứ. Thôi đi ra kia đi, đừng lại gần đây. Cho anh xem cùng. Thôi anh đi ra kia đi, đừng có phá vào em nữa. Em phải cho anh xem cùng. Anh ra kia đi, đừng có phá vào em nữa. Anh ngồi chỗ đấy đi. Chính xác anh nha. Anh đi làm sao vậy? Em phải chơi với anh chứ, em toàn là đi ngồi ngắm gái là sao nhỉ? Em ngắm gái đâu được. Em lại còn xem gái hôn nhau nữa. Em xem gái kia đi. Anh đi ra kia đi. Đi 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 đi. Đi để im để anh làm việc đi. Em bị BD à? Anh bị điên à? Anh BD. Em thích con gái à? Anh đi ra kia đi, anh đừng có quấy rối em đi. Đúng là em thích con gái rồi. Không phải. Em thích con gái đúng không? Anh đi ra kia đi, em chơi với anh đâu. Anh xem à. Chả có gì cả.
Đây, chả có gì. Em khai thật đi. Khai cái gì? Em mang điện thoại của em đây. Để em đi, anh điên à? Em mang điện thoại cho anh xem. Xem cái gì? Sao em cứ giấu giấu anh gì vậy? Chả có gì để xem nhỉ? Nào, lại anh đây. Lại anh đây. Ê, toàn hành gái luôn. Thì làm sao? Lại đây. Lại anh đây. Sao em cứ thích ngắm gái vậy? Cái em, anh thả em đây. Em khai thật thì em có bị làm sao không? Chả làm sao. À. Lại em đây. Chả làm sao. Em có gì giấu anh thì em phải nói chứ. Em giấu anh cái gì? Em chẳng giấu cái gì cả. Sao em cứ đi ngắm gái xong em chả chơi với anh gì cả? Thì em thích. Em thích cái gì? Em thích con gái á? Hả? Ừ đấy. Sao em không nói cho anh? Nói gì? Em thích gái á? Ừ. Em thích con gái đây. Sao bây giờ em mới nói? Hả? Thì bây giờ mới thích. Sao tự nhiên em lại đi thích con gái làm cái gì? Hả? Là do em chơi cái trò này, em chơi cái ao hai này, tự nhiên bây giờ em bị lây luôn à? Hả? Tại vì bây giờ em rủ anh không chơi với em, thì em chơi với người ta thấy làm cho em thấy vui hơn, người ta quan tâm em hơn, thì em thích người ta thôi. Vậy em nói thật đi là em bây giờ em thích con gái thật á? Ừ. Em đang đùa anh đúng không? Chuyện này là chuyện đùa. Thế sao em không nói với anh gì đâu? Thì em đã bảo bây giờ mới thích mà. Cũng tại anh thôi. Thế bây giờ anh mà không phát hiện ra, hôm nay anh mà không hỏi thì đến bao giờ em định giấu anh đến bao giờ? Hả? Hả? Hôm nay anh không hỏi, hôm nay anh mà không để ý những cái hành động của em thì đến bao giờ em mới định nói thật với anh? Hả? Nghĩa. Bây giờ em nhận em bị lê thật á? Hả? Em nhận thích con gái thật á? Vấn đề sinh lý làm sao mà em biết được? Sinh lý cái gì thế? Mọi khi bình thường tự nhiên đùng cái em lại bị lết là sao? Không phải đùng một cái mà cũng độ vài tuần gần đây rồi. Có vấn đề gì cái là em phải nói cho anh chứ sao đến tận bây giờ anh mới biết? Thì là lúc đầu làm sao mà em biết được? Em tưởng chỉ là kiểu bạn bè vui bình thường thôi. Nhưng mà sau một dần dài thì em mới thấy là em có tình cảm với người ta thật. Thế ví dụ hôm nay anh không biết thì đến bao giờ em mới định nói cho anh hả? 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 Nói đi! Khai đi! Thì em cũng không biết. Em nói thật đi xem, có phải là em đùa anh không? Không. Em đã bảo chuyện đấy không phải chuyện đùa mà. Không phải là em. Không phải tại em thì tại anh. Hả? Tại anh ấy. Tại vì em rủ anh chơi, em không chơi. Anh cứ làm việc của anh không quan tâm gì đến em cả. Thì bây giờ người ta quan tâm em hơn thì em bị rung động thôi. Rung động mày rung động với ai cũng được, mày rung động với con gái làm cái gì? Anh ơi. Làm gì đấy? Anh khóc. Bụt già. Anh ơi. Anh ơi. Anh. Bỏ ra. Anh ơi. Anh ơi. Ôi này. What? What the f***? Ôi này. Chết rồi, anh ơi.
buổi chiều đến tối con chó lên hùng nó nhất quyết nó không cho mi vào nhà, hay là nó phát hiện ra mi trôn nó rồi nhỉ? Làm mi cả buổi chiều phải ngồi chơi game này, nhờ game ao hai này mà mi được hóng gió ngoài đường suốt cả buổi đấy. Bây giờ hơn 8 giờ tối rồi, con chó Lê Hùng vẫn không có mi vào nhà. Bây giờ còn có mấy phần trăm pin thôi, chắc phải dùng tận dụng nốt để mà gọi điện năn nỉ con chó Lê Hùng cho vào nhà. Không, cứ tình hình này, chắc là cả đêm ở ngoài mất. Hello. Anh ơi, mở cửa cho em đi. Mày ở ngoài đấy mà chơi đi, ở đấy mà hóng gió đi, về nhà làm gì? Thôi mở cửa cho em đi mà, em đùa đấy, em không nói phải đâu. Thôi anh không mở cửa đâu, kệ em. Thôi mà em đói lắm rồi, anh mở cửa cho em đi. Em đi kiếm mấy bạn nữ mà chơi. Em nói đùa đấy, em không bị lét đâu, anh mở cửa cho em đi mà. Thôi em bị lét rồi, em vào nhà. Không, anh ngủ đây. Không phải đâu, đây đừng làm ơn đúng đấy. Anh ơi. Đấy anh em ạ, à, nếu mà bây giờ anh em nào mà muốn chơi game này ấy, thì nhớ rủ người yêu chơi cùng nhá. Không lại rơi vào hoàn cảnh éo le như mình thì khổ lắm. Nếu mà người thích clip này nhớ like và subscribe HM Channel nhá. Còn bây giờ thì mình phải lên trên nhà ăn bạ, năn nỉ con chó Lê Hùng cho vào. Không là bây giờ đói lắm rồi, vừa đói vừa mệt vừa khát nước á. Vậy nhá, bye bye. Make up date lễ hội tình yêu với tính năng nhảy đôi hấp dẫn. Tải ngay O2 trên App Store và Google Play.